Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn xem chiếc đĩa gốc VCD album Vol 5 của anh ca sĩ Vân Quang Long nha các bạn. Cái tên là Bởi Tin Lời Thề Bé Mắt Nhung. Đây là album hit nhất của anh ca sĩ Vân Quang Long luôn. Và clip trước thì mình đã có review chiếc đĩa karaoke của album Bởi Tin Lời Thề rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ qua chiếc đĩa nha. Gồm có hai đĩa VCD nha các bạn. Đĩa 1 là những bài nhạc và đĩa 2 là ca nhạc phim Nhật Ký Cho Ai. Đây là những bài nhạc được quay clip ở trong album Vol 4 phát hành dưới dạng CD các bạn. Có bài Chúc Em Hạnh Phúc, bài này khá là hay luôn các bạn. Nhưng bài hit nhất là Bởi Tin Lời Thề của anh Vân Quang Long, làm nên tên tuổi của anh Vân Quang Long thời đó luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem chiếc đĩa nha. Album này thì không có booklet bên trong các bạn. Đây là đĩa VCD, đĩa A và đĩa lồng trắng nha các bạn. VCD lồng trắng. Những bài nhạc thì được làm đĩa lồng trắng. Còn đây là đĩa phim Chuyện Ngắn Nhật Ký Cho Ai các bạn. Đây, nói chuyện ngắn này rất là hay luôn các bạn. Và đĩa lồng xanh. Chi tiết là đĩa này là đĩa lồng xanh thôi. Mình tìm cũng khá là lâu luôn các bạn mới ra được cái album này. Bây giờ mình còn thiếu album Bởi Tin Lời Thề 2 nữa. Mình đang tìm album Bởi Tin Lời Thề 2 của anh Vân Long. Mình rất là thích album đó luôn. Bản này thì mình đã có đủ rồi. Có cả karaoke, những bài nhạc ở trong album Vol 5 này. Và rồi, mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha. Các bạn nhớ nhấn vào chuông thông báo để nhận những video sớm nhất từ mình. Chào các bạn.